ngày 20 tháng 10, một phụ nữ 24 tuổi trú tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã đến cơ sở spa tại địa chỉ K382H31 38 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê để làm đẹp. Tại đây thì chủ cơ sở là Nguyễn Ái Hiền, 18 tuổi, ngụ ở thị trấn An Khê, tỉnh Gia Lai, đã tiêm thuốc giảm cân cho chị T. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì chị T bị sốc thuốc, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, giữ được tính mạng. Được biết là ngôi nhà K382H318 Hùng Vương được chủ nhà cho Hiền thuê trong 9 tháng. Ban đầu thì chỉ đăng ký tạm trú, chỉ để ở, nhưng mà sau đó hoạt động chui, không đăng ký với phường. Ngay sau đó, công an quận Thanh Khê cùng với công an phường Vĩnh Trung này đã khám nghiệm hiện trường và thu giữ một số kim tiêm cũng như là nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Và hiện thì vụ việc này đang được điều tra làm rõ.